Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến các quý vị khán giả đang theo dõi video ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau giải đáp một câu hỏi thắc mắc của rất nhiều các quý độc giả cũng như là các khán độc giả mà băn khoăn trong cái giai đoạn này. Đó là tháng 7 cô hồn thì liệu em có thể thực hiện cái việc lễ khai trương hoặc em có thể thực hiện công việc liên quan đến an vị ban thần tài được hay không? Thì Đức Trung và Phong Thủy Tâm Nguyên xin trả lời đến các quý vị rằng là trong tháng 7 cô hồn này không có điều gì đáng lo ngại trong cái việc liên quan đến khai trương hay liên quan cái việc an vị ban thần tài cả. Chúng ta luôn nhắc đến cụm từ là tháng cô hồn và luôn ám ảnh ở trong đầu rằng là tháng cô hồn là tháng xui xẻo. Nhưng thực tế mà nói, nếu chúng ta nghiên cứu kỹ về trong đạo Phật đúng không ạ, thì tháng này phải gọi là tháng xá tội vong nhân thì đúng hơn, là tháng mà chúng ta giải thoát những vong linh hoặc những u hồn mà chưa về được nơi của gia đình đúng không ạ, và cũng là tháng mà chúng ta cho đi bằng cách chúng ta phóng sinh, là tháng mà chúng ta cúng cháo thí và chúng ta cho đi chúng sinh bằng cách là cho đi lương thực thực phẩm đúng không ạ. Và trong tháng này thì với cách như vậy thì chúng ta làm trở nên nhẹ nhàng hơn trong tâm khảm của mỗi người chúng ta, và đó là điều hoàn toàn tốt đối với quan điểm của đạo Phật. Nhưng một điều rằng là chúng ta biết rằng là vong linh thì có vong linh tốt và vong linh xấu, vong linh ngoan và vong linh không ngoan đúng không ạ, và chúng ta lo ngại rằng những vong linh xấu đấy thì cũng sẽ quấy quả cũng như ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng ta, do vậy chúng ta gọi đấy là cô hồn. Nhưng thực tế mà nói thì nếu như trong cái việc liên quan đến ban thần tài thì đây là một trong những cái phương pháp để mà chúng ta hóa giải những cái điều xui xẻo của chúng ta, cô hồn thì đúng hơn. Bởi vì rằng là nguyên tất cả những cái thành phần ở trong ban thần tài là đều những linh vật mà có khả năng thâu tài và kỹ tà rất là tốt. Chúng ta lại phải nhắc đến những công hiệu liên quan đến tịch tà và hóa sát của ban thần tài. Ví dụ như trước mặt chúng ta là những cái linh vật, ví như Long Quy là một trong những linh vật có khả năng hóa sát rất cao đúng không ạ, với mình rùa và đầu rồng thì đây là một trong những linh vật mà có khả năng hóa giải sát khí cũng như kỵ tà rất là tốt. Do vậy nếu như ban thần tài chúng ta mà được đặt linh vật này trên ban thờ thì há chẳng phải là một điều chúng ta kỵ bỏ những tà ma ác quỷ hay sao đúng không ạ? Hay trong các linh vật hay trong bát hương chúng ta luôn có là các thành phần đó là cốt thất bảo, và trong cốt thất bảo thì có 7 pháp khí, đó là vàng, bạc, ngọc trai, ngọc phỉ thúy, san hô đỏ, mã não, hổ phách. Đặc biệt là san hô đỏ và hổ phách là những thành phần có tính kỵ tà rất là cao, bởi vậy cho nên nếu như trong bát hương và trong linh vật chúng ta được nạp bộ cốt thất bảo này vào thì một điều chắc chắn, một điều đó là các linh vật đấy của chúng ta đều có tính kỵ tà rất tốt, và đấy cũng chính là cách mà chúng ta xóa bỏ tà ma ngạ quỷ đi. Hay còn nhiều các pháp khí khác nữa mà chúng ta cần phải chú ý sử dụng trong cái tháng 7 này, mà tự chung lại chúng ta hoàn toàn nên sử dụng trên ban thần tài để mang yếu tố là kích hoạt tài vượng cũng như là hóa giải những sát khí, những tà ma ngạ quỷ xấu xâm nhập đến cửa hàng của chúng ta. Đó là cái điều hoàn toàn tốt trong cái tháng 7 này mà chúng ta không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên một điều, trong phong thủy tháng 7 này là tháng giáp thân, chúng ta cần phải tính toán đến những thời điểm mà chúng ta an vị vật phẩm, hoặc chúng ta cần phải tính toán đến thời điểm mà chúng ta khai trương nó thật phải là đắc cách phù hợp với lại gia chủ, tức là phù long tương chủ, thì nó sẽ gia tăng cái công hiệu một cách chính xác hơn, và việc này nên có đội ngũ chuyên gia tư vấn thì các quý vị sẽ trở nên yên tâm hơn. Tự chung lại chúng ta không cần quá lo lắng về những cái điều xui xẻo trong tháng 7 này đâu, bởi vì tháng 7 là tháng xá tội vong nhân, chúng ta hãy cho đi bằng cách là phóng sinh. Hãy phóng sinh những chú cá nhỏ, hãy phóng sinh những chú chim bồ câu nhỏ để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong tâm khảm, đúng không ạ? Hãy đến thắp hương cho những ngôi mộ mà không có tính danh, để điều đấy chúng ta nhớ đến những người âm mà luôn có những cái mà phù hộ độ trì cho dương thế, đúng không ạ? Điều đấy chúng ta sẽ cảm giác là cảm ơn. Hay chúng ta làm những chiến dịch từ thiện hay những cái chiến dịch mà cho đi thì chúng ta sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng hơn trong chúng ta trong tháng 7 cô hồn này, và đó cũng chính là cách mà chúng ta yên tâm và vượt qua và sử dụng những món vật phẩm phong thủy để mà cải thiện tình hình kinh doanh cũng như là gia tăng thêm công hiệu về tịch tà hóa sát. Đó là những giải pháp hoàn toàn hợp lý trong cái tháng này, và để tư vấn kỹ hơn thì quý cô chú chị hãy liên lạc đến số 1900 2292 để gặp đội ngũ trợ lý chuyên gia tư vấn thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đến trực tiếp địa chỉ tại văn phòng tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, tại Thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn trực tiếp và ứng dụng những kiến thức phong thủy chính phái trong công việc kinh doanh và trong cuộc sống chúng ta. Xin cảm ơn cũng như là chúc quý vị trong tháng 7 này chúng ta sẽ gặp nhiều sự may mắn, tâm tưởng thì sự thành. Xin hẹn gặp lại.